Hello, xin chào, làm cho anh em đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác cách làm một loại mồi. Cũng là loại mồi ủ nhưng mà nó đơn giản hơn rất là nhiều so với cái mồi lần trước em đã làm nhé. Và hiệu quả thì vô cùng kinh ngạc. Đấy các bác xem cái đoạn video này, em cho bác xem đoạn video lên hàng này. Ai bảo không tin này mà chết. Ông tao tin chẳng ai chết. Tao tin toàn người. Ui à. À, chỗ giờ thời buổi này các bạn. Có người nó ấy thì ui mà chấm này, một con chấm to này nó phải 3 cân, một con chấm đen ok. Vào một kia thả đấy, coi nhìn nhá, rất là nhiều cái nhá. Rồi thì cái công thức của nó làm như thế nào em hướng dẫn các bác đấy. Thì cái này là một hôm là đầu rồi em hết mồi nên là em ủ vội đấy, thế là mới nấu được cái thể loại này các bạn. Nhờ đi câu thì thấy giặt hôm nay em câu ở trên sông Bạch Đằng mà giặt cá này nó phê thôi, rồi toàn cá khủng này, lấy được rất nhiều hàng đấy các bác nhé. Ui mùi kinh quá đây các bác nhé. Cái này các bác, cái này là ngô, cám ngô em nấu chín xong em bịt đậy kín túi nông bên ngoài để nó phải được 6 ngày thì mùi rất là chua ấy, 6 ngày mùi rất là chua. Tại em loại em làm vội ấy, em không có cái cắm gạo nhưng mà ủ bằng không cái này cũng rất là chua. Anh em đi làm mồi ấy, quan trọng nhất cái mùi nhá, đừng quan trọng là công thức hay là pha trộn gì, quan trọng nhất cái mùi đấy. Em ngửi hôm nay em chưa pha cắm gạo đấy, em ngửi mùi mùi rất là ok, thế em mới bóp thử thêm một cái nguyên liệu này nữa, đó là cắm ngô này thì đánh rất là ok đấy. Thì này sẽ hướng dẫn các bác làm rất là nhanh đơn giản như này các bác nhé. Đây là cái cắm bột ngô này đấy, em định làm một hũ nữa nhưng mà chưa có thời gian, mà thế đánh cái này rất là chuẩn luôn đấy, mà làm lại nhanh mình hơn cách trước rất là nhiều, mà mùi này cũng tương tự luôn các bác nhé. Cắm ngô này đấy, đây cái bột cắm ngô các bác nhé. Đấy, nay mai em sẽ đi đánh tiếp thì lần nào đi đánh thì cũng nên nhiều hàng luôn. Cám ngô mà nước sôi. Đây, cách này thì nó nhanh hơn cách hôm nọ nhé các bác nhé. Cám ngô này, nước sôi này, nó chỉ có nguyên liệu là cám ngô là chính. Đấy, trần qua. Trần cho nó chín là dẻo hoặc là nấu cho nó dẻo ấy nhé. Đấy, nguyên liệu này nó còn đơn giản, mà cách này nó còn đơn giản rất nhiều. Còn thế đánh hiệu quả cũng phê phết, giật thảo liên tục anh em nhìn này. Đấy, cắm ngô trần qua nước sôi sẽ chín và dẻo ngay, thơm luôn đấy, khi trần thì là nó đã có mùi thơm luôn đấy. Đấy, rất là đơn giản qua chưa, đấy chín dẻo luôn này. Đấy, cho sền sền nước rồi nhé, sền sền nước để mình dễ làm, dễ bóp đấy. Nhưng bác nào mà còn đang không biết mình ở phương trời nào, không biết mồi câu như thế nào ấy thì cứ vào kênh của em mà tham khảo. Đấy, đây là em làm cho những các bác nào chưa biết, các bác nào mà biết mà có bài mồi rồi thôi nhá. Nhiều bác đi câu chuyên nghiệp mà có bài mồi rồi thì cũng chẳng cần vào sao làm gì, mỗi người có mà bài mồi riêng. Em có cái bài mồi hay của em chia sẻ quá đấy, quá nhìn nhá, quẹn luôn nhá, chín rất là nhanh đấy. Có xúc một phần bột ngô ủ này, ủ được 6-7 ngày đấy, em ủ 6-7 ngày mà trời mùa đông lạnh nó cũng mùi rất là chua đấy, rất tơi đấy, nhìn nhá, tơi luôn nhá. Hòa trộn với nhau, các bác đừng để ý tỉ lệ nhá, cứ quan trọng là khi nào mình làm xong mình ngửi thấy cái mùi nó như cái mùi nguyên bản gốc của cái mùi của cái cá mô ủ này là ok đấy. Cái này ủ thì mùi này đáp xuống cá bầu đến rất là nhanh, mùi chua 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 thơm đấy. Thì hôm nọ tại là có cái bác ấy làm cái bài mồi của em, bác bảo là hôm nay vội quá ủ mới cắm ngô không chưa cho cắm gà, thì em nói các bác này cắm gà là chỉ là cái nguyên liệu để mình bóp bóp để cho nó chắc mồi ấy nhá, đấy chỉ là cái phụ gia thôi. Thì bác ấy bảo là hôm nay em ủ cắm ngô không mùi nó tương tự luôn, nên đi câu rất là nhiều cá, thế là nọ em ủ thì cũng vội quá, nói chung là cắm gà nó hết rồi, em cũng chưa bóp kịp bóp cắm gà thì mở mùi này đúng mùi như vậy luôn đấy, coi chưa đúng mùi như vậy, thế là em mới nấu cái cám ngô này luôn sệt sệt lên đấy.
Cho người mùi y hệt cái mùi của chua của mình luôn. Quan trọng nhất đi khi làm mùi nó phải là mùi. Thôi nhá. Đấy mùi đó nhá. Xong rồi. Xong rồi cho đây còn một ít cắm gạo, cắm trứng các bác bóp vào cho nó chắc chắc cái mùi của mình thôi. Cái này chỉ là cái phụ gia thôi quá nhá. Nó không có cái ưu điểm gì đâu. Chỉ phụ gia để nó chắc mùi thôi. Đấy. Chắc mùi mới thấm nước. Hút độ ẩm là rất là tốt. Đó. Đấy, cho cái cắm gà vào này. Các bác nhìn chưa? Nó hút ẩm rất là tốt mà nó lại làm cái mồi của mình nó mềm mồi ra thôi. Đấy, cái ưu điểm của cái cắm gà như vậy. Còn đánh không bằng cắm gà thì cũng được. Nhưng mà mồi này cắm gà không đánh cá lâu đến lắm. Nhiều bác thảo hẳn bằng cái cắm gà này, thảo bao nhiêu cân xuống thì cũng có cá thật, nhưng mà ngồi chờ cả ngày thấy được một vài con. Đấy. Đấy các bác nhìn nhá, nó cũng dẻo tương tự như là cái mù chua kiểu mình mà nó rút ngắn đi một công đoạn. Đấy, nhiều bác ở thành phố không có cắm gạo đâu. À. Nhưng mà đặc biệt cái này nếu mà mình ủ chung với cắm gà ngay từ cái bước ban đầu thì nó lại ra cái mùi hắc hắc. Đấy là phải có cắm gạo. Nhưng mà nếu ủ cắm ngô không thì không cần cái cắm gà đấy. Không cần cắm gạo đấy, cắm gà đấy thì mùi nó cũng lại chua thơm. Thế hay. Đấy anh em nhé. Rồi. Đấy cá này nó rất thích ăn cái loại mùi thối thối này, gọi chua chua thối thối này. Đấy cá rất là nghiện. Dẻo luôn. Đấy khô khô và dẻo luôn. Đấy anh em đi câu đơn thì xài loại này rất đơn giản, hiệu quả mà cái này rất là rẻ quá nhá. Bột mì này cái gói to này thì em mua thì 18.000, còn đâu mà gói nhỏ nó có 8.000 thôi. 8.000 hay 19.000 gì đấy. Đấy. Làm một cái hũ này cô thoải mái luôn. Đây là anh em cho vào đi bóp năng xê mẹ cô đơn. Đấy, em làm cái này thì mai cho thằng em nó cô đơn một ít, còn đâu là em làm số cái phần lại của cái này em mai em thảo, thì mai kiểu gì cũng có video lên cá cho anh em xem. Đấy, đi cầu rất ít khi móm, kiểu gì cũng được hàng mang về, quan trọng là ít hay là nhiều hàng thôi. Không nọ nhiều hàng quá thì hướng dẫn gấp này, anh em gấp cái cách này để ngày mai chủ nhật anh em đi câu. Nét ra em định làm sớm hơn nhưng mà nay làm thì mượn quá tăng ca đó anh em nhé. Xong rồi đây em đảo kỹ anh em xem như này đã gần như nó hoàn tất, có thể đi câu này anh em. Đấy, đảo kỹ này đó. Xong rồi em sẽ cho vào túi bóng nhá, túi bóng để bó nó vào lại. Đấy anh em này, cho vào túi bóng bó lại thành một quả mồi để kín vào, anh em mai đi câu thế nào ok ngay. Đấy, chúc em thành công, cầu rất là nhạy nhá. Anh em xem cái đoạn clip của em lên hàng ấy rất là nhạy. Chúc em thành công nhá.